Khó quá anh em ơi, nói chung cũng được nhiều anh em qua xin xe ủng hộ. Cái này mới bàn giao được hai xe, rất là cảm ơn anh em. Thì sáng nay mình lên sóng mình giới thiệu cho anh em mình thì thêm cái mẫu xe. Đây là Ford Focus, hết bất hạng sang, bên mình thì mới về rất là nhiều. Nó bên mình thì có màu đỏ, màu bạc, màu xám, màu vàng cát. Thì anh em mình á, màu trắng, màu xanh nữa đúng rồi. Những cái dòng Ford này bên hiện tại bên Thịnh còn 7 xe. Anh em qua lựa, lấy thử chạy thử vô tư nha. Và đặc biệt xe này rất là đẹp, nguyên zin không lỗi nhỏ. Để cho anh chị em mình xe này là 235 triệu xe nguyên zin không lỗi đó. Sướng chưa? Nhân viên lóc cửa rồi. Xe đẹp căng đét không nước luôn, dàn ghế nỉ zin còn. Nguyên dàn ghế nỉ zin luôn. Thì anh em nào thích cái mẫu này thì alo cho bé Thịnh mình qua số là 0834333371, 0866678971, nơi giao lưu cho đội mua bán với bà con. Đó, anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho em Thịnh mình qua số nha. Rất là nhiều xe tại Thịnh Bến Tre Hà Hồ anh em qua lấy thử chạy thử luôn. Chưa có ngại ngùng gì hết nha. Có xem là có bớt và có chạy thử là có bớt luôn. Đó, anh em mình cứ qua từ từ rồi mua cũng được ha. Ở địa chỉ thì anh em mình bấm Google Thịnh Bến Tre đi theo vị trí là tới ngay. Tha hồ bà con lựa chọn lái thử chạy thử với em Thịnh. Rất là nhiều xe. Cảm ơn chị em và chúc anh chị em mình nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống nha.